Đây là kỳ lão đài 144 giữa Nam và Chiết Gai, Vĩnh Đồng. Bị đuối thôi rồi. Chắc hai đâu bị đuối thôi. Heo qua xong lại cái cũng còn sức. Cây nó đều quá. Cầm anh gò, anh gò ngồi trước đâu đánh nữa. Anh là nơi tấn công mà anh gò cho nó. À công nó khớp lại với cường chị sau rồi nha. Đâu
em là xong sau trận này hay là sau trận nữa? Sau trận này. Hết trận này đi. Xét thứ tư trận đấu trường thứ năm kỳ 144 giữa Hồ Anh Chiết và Nguyễn Văn Nam, số tổng cục là 3-0 nha Nguyễn Văn Nam. Thank you.
hết dịch á. Không đều. Có tay chiếc ơi. Đó là kết thúc.